Vâng, thưa quý vị, với một khuôn viên đất rộng thì quý vị sẽ xây nhà vườn như thế nào ạ? Và ngày hôm nay tôi Trang sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu nhà vườn cực kỳ là hot trong năm vừa qua. Mẫu nhà này thì ngay từ những ngày đang thi công thì đã được các quý vị khán giả quan tâm rất là nhiều. Và sau khi thi công xong thì các quý vị khán giả cũng muốn xem luôn là không biết là công năng như thế nào và chi phí ra làm sao, thì hôm nay tôi Trang sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị nha. Trước khi đến với công trình ngày hôm nay thì tôi Trang sẽ giới thiệu sơ lược về VC Home. VC Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành. Dù cho quý vị đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì cũng có thể liên hệ ngay qua hotline để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị một cách trực tiếp. Ngoài ra thì VC Home sẽ có rất nhiều các trang thông tin để cho quý vị tham khảo cũng như chiêm ngưỡng các mẫu nhà. Kênh TikTok VC Home là kênh chia sẻ rất nhiều các mẫu nhà đang hot, đang thịnh hành. Kênh YouTube VC Home là toàn bộ thông tin các công trình quý vị được yêu thích và xem trên TikTok. Fanpage và website sẽ đầy đủ hoạt động cũng như các công trình chúng tôi đã và đang thi công trọn gói. Nên là quý vị có bất kỳ đâu thì cũng có thể liên hệ qua hotline để các kiến trúc sư sẽ hỗ trợ về mẫu nhà quý vị đang hướng tới nha. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay, như Thu Trang đã giới thiệu là một công trình rất là hot, rất là nhiều người quan tâm. Và công trình này là một công trình nhà vườn được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp một chút theo phong cách bán tân cổ điển nhé quý vị. Có thể thấy là với phong cách bán tân cổ điển như thế này thì ngay từ những cái nhìn đầu tiên chúng ta đã rất là ấn tượng rồi. Bởi vì là bên ngoài á, bên ngoài sẽ có cái sự sang trọng, đồ sộ nhất định. Quý vị có thể thấy là những cái phào chỉ có thể là nhiều hơn so với các công trình hiện đại khác. Từ thân cột cho đến cổ mái này, cho đến chân công trình này, nhìn rất là rõ nét rồi. Có thể thấy là cột ở đây này, được sử dụng cột vuông vức có kích thước rất là lớn. Đầu cột thì sẽ nhiều phào chỉ hơn nha, sẽ nhiều hơn so với các công trình hiện đại khác này. Và theo phân cấp như cái đầu cột thì có thể thấy là phần cổ mái đó, phần cổ mái cũng được phào chỉ rất là nhiều. Tương tự như thế cũng với các cửa sổ cũng được làm phào chỉ nhiều hơn này. Ở đây theo phong cách bán tân cổ điển, chính vì thế mà sẽ không nhiều phào chỉ như các mẫu công trình tân cổ, mà chỉ một chút ở trên thân cột cũng như là trên hệ thống cửa sổ thôi. Toàn bộ cửa ở đây thì cũng được chủ đắc sử dụng là cửa nhôm kính, còn lại là cửa chính sẽ được sử dụng là gỗ lim Nam Phi, để thấy được cái sự sang trọng cũng như là bề thế của công trình. Và với chiều cao của một công trình nhà một tầng như thế này thì chúng tôi sẽ sử dụng là hệ thống ngũ cấp. Nếu chúng ta sử dụng tam cấp thì có thể là hơi thấp một chút. Tam cấp thì có thể là công trình nhà hai tầng chẳng hạn. Nhưng mà ở đây với công trình nhà một tầng thì chiều cao của công trình nhà một tầng thường thường sẽ rơi vào là từ 4m1, hơn 4m, nên là sẽ rất là cao. Toàn bộ đế công trình cũng được ốp gạch tối màu để nhìn công trình sẽ được vững chãi hơn. Bên ngoài thì rất là nổi bật với màu trắng sứ rồi kết hợp cùng với mái ngói màu xanh than. Quý vị có thể nhìn từ lúc đang thi công đúng không ạ? Đang thi công đã thấy là rất nổi bật trên khuôn viên sân vườn này rồi. Sau khi thi công xong thì gần như là ai cũng muốn hỏi về cái thiết kế nhà chú đắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào công năng hơn nha, để xem là với công trình này thì bố trí như thế nào nhé. Đi từ sảnh chính vào thì đầu tiên sẽ là một lối chào đón rất là rộng này. Và với phòng khách như thế này thì diện tích rơi vào 37m2. Cái này sẽ tùy từng nhà trang trí như thế nào nhé. Phòng khách 37m2 thì hoàn toàn quý vị có thể là bố trí cả kệ tủ, tivi cho đến bộ bàn ghế rất là lớn như nhà chú đắc này. Còn lại là ở sâu vào bên trong là phòng thờ rơi vào 11,5m2, vừa đủ để chúng ta có được một phòng thờ ấm cúng. Phía bên tay phải thì sẽ còn hai phòng ngủ nữa, một phòng thì rơi vào 16,5m2 và một phòng còn lại là rơi vào 15,6m2. Đây đều là phòng ngủ đơn hết nhưng mà đã được chúng tôi tính toán ánh sáng rất là tốt. Phòng ngủ phía bên trái thì nhỏ hơn một chút, diện tích rơi vào 14,5m2 và từ đây sẽ có lối để đi ra bếp ăn. Khu bếp ăn sẽ tách riêng với khu ở nha quý vị, để cho mùi sẽ không bị vào cái khu vực ở của mình. Khu bếp ăn ở đây sẽ được ngăn cách là một cửa ra vào này. Bếp ăn rơi vào 23m2, có một lối chúng ta đi trực tiếp ra sảnh phụ nữa, rất là tiện lợi. Và phía đằng sau thì sẽ là vệ sinh trung tầng của cả nhà, từ đây cũng có một lối để đi ra sân ướt. Với bếp ăn rộng như thế này thì quý vị có thể là để bàn ăn 6 ghế hoặc là 8 ghế hoặc là 10 ghế vẫn đủ nha quý vị. Với công trình đẹp rộng như thế này thì quý vị có thể là thiết kế với nhiều phòng ngủ hơn, hoặc là chúng ta có được những cái phong cách chúng ta lựa chọn theo ý thích của mình. Nếu quý vị đang muốn xây dựng một công trình như vậy thì có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay với hotline của VC Home để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị nha. Còn bây giờ Thu Trang xin kết thúc video tại đây. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những công trình đẹp tiếp theo.